Chào mừng anh chị, cô chú và các bạn đến với kênh Nhà đất Quyền Trang Thái nha. Và em là Quyền Trang. Hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị mình một căn nhà ở thành phố Mỹ Tho với giá là 1.480.000.000 nha anh chị. Mà nhà của mình á là đường xe ô tô vô tới nè, xe 16 chỗ luôn á. Mà em thấy nha là hồi nãy giờ á, chắc là do nhà mình á anh chị gần trường học nè, gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Cho nên á là em thấy là học sinh tan học hay sao á, nãy giờ chạy qua chạy lại rất là nhiều luôn đó anh chị. Em thấy là nếu anh chị nào đang muốn tìm mua một căn nhà ở thành phố Mỹ Tho thì đừng bao giờ bỏ qua căn nhà này nha, bởi vì em thấy rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất á anh chị, cái bề ngang của mình là 4m mà chiều dài anh chị biết nhiêu không? 30m. Lận. Trời ơi, ngang 4 dài 30, thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ hết luôn. Có nhà dưới đất mà đường như thế này nè, giá chỉ có 1.480.000.000 thôi, mà giá cả là mình sẽ còn thương lượng trực tiếp với chủ nữa. Thì em thấy căn nhà này rất là ngon lành luôn. Anh chị hãy xem thật là kỹ căn nhà này để mà mình đi xem nha. Thì ở đây á, em xin nhắc lại, ở đây là thuộc về xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Và trong cái phạm vi mà 1 cây số thôi là anh chị mình sẽ có chợ nè, trường học nè, ủy ban. Ở đây sẽ có chợ Xoài Hộp á anh chị. 1 cây số thôi là anh chị sẽ tới chợ Xoài Hộp nè, rồi trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mình đi theo đường này nè anh chị, là mình sẽ ra tới ngoài đường tỉnh lộ 870, mà đường đó là đang làm cầu Rạch Miễu 2 đó anh chị. Rồi cái đường nó mở hoành tráng chà bá luôn. Một lát á, cuối video Quyền Trang sẽ chạy ra ngoài đường cho anh chị mình xem thử nha. Xung quanh đây thì em thấy dân cư hàng xóm cũng đông nè. Mà hàng xóm mình quanh đây thì cũng thân thiện lắm nha anh chị. Đó, anh chị thấy không? Quyền Trang sẽ quay thật là kỹ cho anh chị cô chú mình xem ha. Rồi. Xe ô tô vô tới luôn nè anh chị. Xe 16 chỗ là chạy được luôn nha. Rồi, bây giờ Quyền Trang sẽ vô nhà quay cho anh chị mình xem. Thì cái căn nhà này á, Quyền Trang ưng ở cái chỗ á anh chị, chiều dài tới 30 lận, rất là tuyệt vời luôn. Thường nhà ở Mỹ Tho á, thì ngang 4 dài 20, còn căn của mình là 30 là quá tuyệt vời rồi. Ở ngoài sau của mình sẽ còn khá là rộng ha. Thì nhà là đường ô tô vô tới đó anh chị, cho nên là mình sẽ có một cái khoảng sân cũng khá là rộng ở đây. Và sân của mình là xe ô tô đậu được luôn nha anh chị. Đường ô tô và có xe ô tô đậu được luôn là em thấy nó rất là tuyệt vời rồi anh chị ơi. Đó, anh chị xem nè. Chủ cũng có chừa một cái khoảng nho nhỏ để mà sau này về anh chị trồng hoa đồ cho nó thêm yêu đời ha. Rồi, hãy cùng Quyền Trang vô tham quan căn nhà này nha. Em thấy là căn nhà này rất là ok và lý tưởng để mà anh chị mình đi xem nè. Giá là 1.480.000.000. Đây, anh chị xem. Đó. Thì đây là cái khu vực phòng khách của mình nha. Rồi. Hơi ồn ha anh chị, hồi nãy giờ em thấy xe chạy ngang qua khá là nhiều luôn á. Em nghĩ nha, cái nhà này là đường đan, nhưng mà anh chị mà kinh doanh mua bán nhỏ lẻ như trà sữa này nọ là em nghĩ là được luôn. Tại vì sát bên trường học luôn á anh chị. Một lát Quyền Trang sẽ mở định vị cho anh chị xem. Đó, thì anh chị xem nè, đây là cái khu vực phòng khách của mình ha. Rồi, mình sẽ có hai phòng ngủ nha anh chị. Đây, đây là căn phòng ngủ thứ nhất nè. Ủa? Trời, đỉnh quá vậy. Giờ Quyền Trang mới thấy luôn. Thì ra là trong phòng ngủ của mình có nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng luôn anh chị ơi. Wow, hơi bị đỉnh nha. Trời, hôm nay Quyền Trang quay thì nhà Mỹ Tho do nhỏ đó anh chị, cho nên là ít có căn mà có nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng, mà căn này của mình có luôn. Như vậy thì quá là tuyệt vời luôn ha anh chị. Đó, anh chị nhìn xem nè. Đó, có nhà tắm, nhà vệ sinh trong phòng luôn nè. Đó, ngon lành luôn ha. Có cửa luôn nè. Không biết cửa này có mở ra có gió nhiều không ha. Để Quyền Trang mở thử nha. Em mở thử rồi nó đi đâu. À, nó mở ra tường của người ta rồi ha. Nhưng mà hơi cục á. Vẫn có một chút không khí ở đây nha anh chị. Có một chút gió nó lưu thông ở đây. Nhà Mỹ Tho mà như vậy thì ok rồi ha. Em thích những căn nhà mà có cửa sổ á anh chị, cho nó thoáng. Rồi, căn nhà thứ nhất nha. Phòng ngủ thứ nhất. Rồi, đây là căn phòng ngủ thứ hai của mình. Căn phòng ngủ thứ nhất thì có nhà tắm, nhà vệ sinh, còn phòng ngủ thứ hai thì không có nha anh chị. Đó, anh chị nhìn xem. Này, mình cũng có một cái cửa sổ luôn nha. Đó. Rồi, mình sẽ có một phòng khách nè, hai phòng ngủ. Rồi, ở ngoài sau là khu vực nhà ở đây là khu vực nhà bếp nè anh chị. Wow, anh chị xem. Nói chung là cái căn nhà đường xá như vậy là em thấy rất là ok rồi đó anh chị ơi. Rồi, bây giờ mình còn một cái khoảng ở ngoài sau nữa nè. Đây, anh chị xem. Tuyệt vời ha.
Đấy, mình nhà mình sẽ có một phòng khách nè, một nhà bếp, nhà vệ sinh, một phòng khách và hai phòng ngủ, một khu vực bếp và hai nhà vệ sinh luôn anh chị xem nè. Hồi nãy là trong phòng ngủ thứ nhất có với một cái ở ngoài nữa ha, hai cái nhà vệ sinh luôn. Rồi, à có cái chỗ gương ở đây luôn nè anh chị, và ở đây một cái khoảng không gian rất là ở ngoài sau nè. Mang một, tại vì của mình là ngang 4 dài 30 á anh chị, cho nên là mình có một cái khoảng ở ngoài sau để mà anh chị mình giặt đồ hay là mình phơi đồ rồi nè. Mình có một cái khoảng ngoài trời như thế này thì em thấy rất là ok, tuyệt vời anh chị ơi. Anh chị nhìn xem. Ngon lành nha. Nói chung Quyền Trang thấy căn này ngon anh chị ấy. Trời ơi, à, nó có cái bậc anh chị, em không thấy. Đây anh chị nhìn nè, nó có cái bậc vậy ha. Cái này là bên nhà hàng xóm của mình nè anh chị. Thì Quyền Trang thấy căn nhà này khá là ok luôn. Tại vì em thấy là đường nó đẹp. Đường này á, là đường xe 16 chỗ đi được luôn. Mà diện tích đất á, là ngang 4 dài 30. Thổ cư, chủ quyền nhà đầy đủ như thế này thì rất là tuyệt vời rồi. Nhà của mình nằm ở hướng Nam nha. Thì chủ đang kêu căn này với giá là 1 tỷ 480 triệu. Và giá cả là mình sẽ còn thương lượng trực tiếp với chủ. Thì khi mà anh chị đi xem á, hình như là gần đây nè Quyền Trang còn vài căn giá từ 1 tỷ 2, 1 tỷ rưỡi cũng có nha anh chị. Thì anh chị nào mà thích đó thì alo cho Quyền Trang hoặc là kết bạn Zalo với Quyền Trang hoặc là số điện thoại trên màn hình đó, thì tụi em sẽ, anh chị muốn mua nhà tầm khoảng bao nhiêu, khu vực nào thì anh chị cứ nhắn á, tụi em sẽ gửi cái link qua cho anh chị mình xem. Rồi cái lúc mà anh chị đi xem á, Quyền Trang sẽ dẫn anh chị đi xem căn nhà này, rồi xem thêm một hai căn nữa để mà anh chị xem là cái căn nào mà nó hợp gu anh chị nhất để mà mình chốt ha. Quyền Trang sẽ cho anh chị xem cái định vị. Cái nhà mình nó là đẹp ở chỗ định vị anh chị ơi. Thì anh chị nhìn nè. Đây Quyền Trang sẽ phóng lên cho anh chị xem. Đây là vị trí căn nhà mà em đang đứng nha. Nó thì ở đây nè anh chị thấy cái gì không? Trời ơi sát bên luôn anh chị ơi. Trường Trung học cơ sở Phú Thạnh ha. Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh luôn nè anh chị. Rồi ra ngoài này là trường tiểu học Phước Thạnh nè. Nó rồi chợ Xoài Hộp nè. Bây giờ Quyền Trang sẽ quay đường đi cho anh chị cô chú mình xem nha. Nói chung là Quyền Trang thấy căn này rất là tuyệt vời. Nhà mình thì để em xem ơi, từ đây mà đi qua bên ở đây nè anh chị, nhà mình sẽ khu này là sẽ gần bên chợ trường học ủy ban của xã Phước Thạnh nha anh chị. Ôi trời, trời ơi hết hồn luôn á, gió nó đập ở ngoài sau anh chị ơi, em hết hồn luôn. Bây giờ hãy cùng Quyền Trang đi tham quan một vòng quanh đây ha. Nếu mà có gọi là có khuyết điểm á, thì ưu điểm cũng là khuyết điểm chút chút nè anh chị. Thì kế bên mình á, là sẽ có hàng xóm mình thì cũng thân thiện hiền lành ít nói ha anh chị. Ở dưới này rồi trên này nữa nè. Nhưng mà Quyền Trang thấy thì cái này cũng không có đáng kể. Tại vì khi mà Quyền Trang vô đây á anh chị, em thấy là khu vực này thì khá là trong lành mát mẻ luôn. Thì anh chị xem. Thì Quyền Trang quay thì quay sẽ quay nhà thật là kỹ cho anh chị mình xem. Ở đây á anh chị có 3 căn liên tiếp luôn. Thì cái căn này đã bán rồi, mình sẽ còn 2 căn bên hông ha. Thì cái căn này á là cũng tương tự căn bên kia luôn. Căn này thì cũng ngang 4 dài 30 nè anh chị. Chủ đang kêu với giá là 1 tỷ 480 triệu. Và giá cả là mình cũng sẽ thương lượng trực tiếp với chủ. Đó. Nói chung là hai căn nó giống nhau á anh chị ơi. Đó thì anh chị xem. Nhưng mà căn bên này không có cửa sổ trong phòng ha. Căn bên kia em thích có cửa sổ hơn. Này, căn bên này thì không có cửa sổ. Đó anh chị xem nè. Đấy. Đây. Đó, mình cũng có một cái khoảng nắng ấm ở ngoài này. Rồi bây giờ hãy cùng Quyền Trang đi một vòng ra xung quanh để mà mình xem cái trường học và chợ rồi đường đi rồi ha anh chị. Có một điều Quyền Trang thấy rất là thích cái khu này ở chỗ là đường á anh chị. Em thấy nhà vườn á rất là nhiều luôn á, kiểu mà nó rất là thoáng mát ha. Đây bây giờ hãy cùng Quyền Trang đi xem đường đi nha. Đây. Trước cái căn nhà này nè anh chị, mình có một cái cây to ở đây. Đó, cây này cái gì anh? Cây trăm á hả? Thích nha. Mình có một cái cây trăm nè anh chị. Rất là mát nha. Rồi, hãy cùng Quyền Trang đi tham quan ha.